Tỷ phú và doanh nhân Mark Cuban khuyên bạn nên trả hết nợ thẻ tín dụng rồi đúc sạch chúng đi. Nếu còn dùng thẻ tín dụng, quá ra bạn không hề muốn giàu. Mark Cuban phát biểu trong một cuộc phỏng vấn về tài chính cá nhân với Jay Ramsey trên chương trình radio chuyên về lĩnh vực này The Ramsey Show. Vấn đề lớn nhất của vị tỷ phú này với thẻ tín dụng là lãi suất cao. Tại Mỹ, lãi suất trung bình của thẻ tín dụng cũng đã lên đến 16,65%, theo số liệu mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang. Thậm chí, một số loại thẻ có lãi suất lên tới 36% một năm. Thẻ tín dụng không phải bạn của mọi người, thẻ ghi nợ thì được nếu không thu phí, ông nói thêm với trang CNBC. Lý do tỷ phú khuyên nên tránh xa thẻ tín dụng Mặc dù bạn có thể tránh lãi suất cao bằng cách trả hết nợ thẻ tín dụng mỗi tháng Điều đó có thể rất khó với một số người, Cuban cho biết. Hơn nữa, trừ phi trả hết một lúc, lãi suất sẽ tiếp tục được tính gộp. Kể cả nếu trả số tiền tối thiểu mỗi tháng, bạn sẽ chỉ lo đủ cho khoản lãi mà không trả được phần nợ chính. Cuối cùng, sau khi trả hết khoản nợ, bạn sẽ nhận ra số tiền đó từ đâu đáng ra nên bỏ vào các khoản đầu tư khác, dịp tỷ phú nói. Thay vì thẻ tín dụng, ông gợi ý mọi người nên nhắm đến các khoản vay cá nhân Cuban lập luận nếu bạn có tín dụng tốt thì mức lãi suất sẽ còn thấp hơn nữa. Nhà đầu tư của Shark Tank từ lâu đã thẳng thắn chia sẻ về suy nghĩ của mình về việc sử dụng thẻ tín dụng. Trong một bài đăng trên blog Cách làm giàu năm 2008, ông đã viết Hãy bỏ bớt thẻ tín dụng của bạn. Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng, bạn không muốn trở nên giàu có. Bước đầu tiên để làm giàu cần có kỷ luật. Cuban nói với Business Insider vào năm 2014 rằng Ông ước mình đã biết khi ở độ tuổi 20 rằng thẻ tín dụng là khoản đầu tư tồi tệ nhất mà bạn có thể thực hiện. Thừa nhận rằng, đáng lẽ tôi nên trả hết thẻ của mình 30 ngày một lần. Và trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Inc. năm 2017, Cuban đã tóm tắt lời khuyên tài chính cá nhân tốt nhất của mình trong một câu. Từ cha tôi, đừng sử dụng thẻ tín dụng. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với vị tỷ phú này một số chuyên gia tài chính khác cho rằng các khoản vay cá nhân thực ra chỉ phù hợp với các chi phí thiết yếu một lần, chẳng hạn như thay mái nhà hay trả hết nợ tín dụng. Theo Ted Rosman, phân tích viên cấp cao, ông cũng cho rằng sẽ rất nguy hiểm nếu dùng khoản vay cá nhân cho các chuyến du lịch hay các khoản chi tức thời. Mark Cuban tán dương Elon Musk Gần đây, Mark Cuban cũng đã gây chú ý khi ủng hộ việc mua lại Twitter của tỷ phú Elon Musk. Là doanh nhân, nhà đầu tư, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ, Mark Cuban cũng là ngôi sao của chương trình thực tế Shark Tank Mỹ. Sở hữu của đội bóng rổ NBA Dallas Mavericks, khối tài sản của ông được tạp chí Forbes ước tính rơi vào khoảng 4,6 tỷ đô la Mỹ năm 2022. Ông cũng được cho là có quen biết với vị tỷ phú lắm tài nhiều tật Elon Musk và từng nhận xét anh ta là một tay khác biệt. Trong một lần trò chuyện và chúc mừng khi Musk mới chào đón một đứa con, ông hỏi giám đốc Tesla, anh định có bao nhiêu con thế? Và Musk chỉ trả lời dõn dẹn, sao quả cần có người. Ngụ ý việc ông sẽ lên hành tinh đỏ và biến nó thành nơi đông đúc. Tuy nhiên, Cuban cũng thừa nhận rằng có thể tỷ phú Tesla không ưa mình. Dẫu sao, ông vẫn ủng hộ quyết định mua lại mạng xã hội Twitter gần đây của Elon Musk. Ông chủ Tesla đã bỏ ra tới 44 tỷ đô la Mỹ để mua lại Twitter vào cuối tháng 10 vừa rồi sau một thời gian dài cò cưa. Nhận tin, Cuban nói ông mong đợi thời kỳ mới của Twitter dưới quyền Musk. Tỷ phú cũng tán dương Musk khi cho rằng ông ta là một người tự tin, sẵn sàng thể hiện quyền lực và cho mọi người thấy ai mới là người nắm chui.